Các chế theo dõi chuyện thì đừng tiếc một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới khi ra nhé. Let's go. Vũ Hạo, xin lỗi. Là ban đầu, tôi cứ muốn. Thiên Mộng ca. Ngươi quên rồi sao? Ban đầu người khiến ta lĩnh ngộ lại là ngươi. Ta tin rằng bản thân có thể làm được. Vì thế, cũng xin các ngươi tin tưởng ta. Sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại Đế Thiên. Chúng ta cùng tìm cơ duyên thuộc về bản thân mình. Trở thành chúa tể nắm giữ nhật nguyệt, hái trăng sao. Chỉ cần ngươi kiên trì, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Cố lên, Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi thế nào? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là năng lượng bảo vệ của Đế Thiên tiền bối. Khả năng là cảm nhận được biến hóa từ khí tức trên người ta. Bây giờ đã không còn vấn đề nữa rồi. Thật sao? Nhưng sao ta cảm thấy khí tức vừa rồi mang theo ác ý? Không sao, mọi người dung hợp hồn linh thành công rồi, chúng ta cũng lên xuất phát rồi. Được, Vũ Hạo. Tiền tuyến khó khăn trùng trùng. Các ngươi phải cẩn thận, an toàn hàng đầu. Ừm, đại sư huynh ngươi cũng bảo trọng. Từ biệt Bích Cơ, bối bối cũng chào mọi người, tự bay về hướng đường môn. Đoàn người Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức khởi hành bay đến tiền tuyến. Hửm, ngươi nói dối. Sao ta lại nói dối? Cơ hội kết nối với khí tức thần giới nghìn năm khó gặp, thậm chí khả năng sẽ dẫn ra thần đệ chỉ đinh. Nếu như bảo vệ ngươi, thì sao lại xuất hiện cắt ngang? Không nói với ta, ta sẽ nói chuyện ngươi nói dối ra. Cười gì chứ? Bây giờ cô rất giống trẻ con. Ngươi nói ai là trẻ con? Trẻ con có gì không tốt chứ? Thuần khiết ngây thơ. Ta rất thích dáng vẻ này của cô. Ngươi muốn ăn đấm hả? Rốt cuộc có nói không? Thực ra cũng không có gì. Ta chỉ là không hy vọng mọi người lo lắng cho ta thôi. Ngươi không nhìn nhầm. Hắn muốn cản trở ta kết nối với thần giới. Ta có thể làm gì chứ? Ta cũng đánh không lại hắn. Cản thì cản thôi. Ngươi có biết trạng thái vừa rồi của ngươi quan trọng thế nào với tương lai của ngươi không? Rất nhiều đại năng cả đời đều không gặp được. Cô không tin tưởng ta sao? Ta rất có lòng tin với bản thân mình đấy. Ngươi thật khốn nạn, không muốn để ý ngươi nữa. Ngươi nhìn ta dâm dê như thế làm gì? Ta bay ở phía sau cô, ánh mắt rời trên người cô là rất bình thường. Không được nhìn ta. Cũng không thể nói ta nhắm mắt bay được chứ. Đâm thì làm sao đây? Ừ. Ngươi bay phía trước, tự nhìn không khí đi. Được, cô nhìn hai người họ kìa, ngang nhiên tán tỉnh. Cái gì mà kịch bản mất trí, nam chính nữ chính cầu huyết. Ta xem hai người họ đóng vai gì. Chắc không phải cô cũng thích cậu ta rồi đấy chứ. Cô chắc có thể nhìn ra trong ánh mắt của anh ấy. Trừ cô ấy ra, thì cậu ấy căn bản sẽ không thích người nào khác. Yêu thầm thì có ý nghĩa gì không? Ây dô, cũng không biết là ai bắt đầu yêu thầm trước. Cốt y tỷ. Tỷ đang tự thuyết phục bản thân nhỉ. Ta lại không chú ý đến ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo nắm. Nhưng ta lại nhìn thấy ánh mắt tỷ nhìn anh ấy nhiều lần rồi. Từ sau khi anh ấy trở về, tỷ cứ vô thức nhìn anh ấy. Tỷ đang làm gì thế? Nhìn không được sao? Nhìn thấy không ăn được, không nóng lòng sao? Lưu Thủy Lạc Hoa mặc hữu ý, Bạch Vân xuất tụ bản vô tâm. Lẩm bẩm gì đấy, nghiêm túc bay đi. Ba canh giờ sau, họ tiến vào phạm vi Tây Cương. Tây Cương phong tỏa, không thể bay, họ chỉ đành đi bộ tiến vào. Cho đến sẩm tối, họ mới đến được ngoài Ngự Minh Thành. Với thực lực của mọi người, từ Ngự Minh Thành đến tiền tuyến, chỉ trong hơn một canh giờ. Vì thế mọi người nghỉ ngơi bên một con suối trong núi rồi mới lại lên đường. Ực ực, tiểu sư đệ, cậu có nhìn ra không? Diệp Cốt Y đó và Nam Thu Thu hình như là đều có ý với cậu. Ừm, hỗ trợ anh em ơi, hiện kênh của mình đang bị phần tử xấu nó chưa đều đánh bản quyền bẩn. Dính 3 phát thì là bay kênh hiện tại đến giờ đang dính 2 phát rồi. Anh em đăng ký hộ mình kênh mình giới thiệu ở cuối này. Trường hợp xấu mà bị bay kênh thì mình sẽ làm tiếp các bộ bên kênh mới đó. Cũng hy vọng trường hợp xấu nhất không đến. Nếu nó tới anh em chúng ta lại phải gặp nhau bên kênh mới đó vậy. Anh em có thể theo dõi tiếp các bộ bên đó nhé. Cảm ơn anh em.